Ok, chào mừng tất cả anh em đã quay trở lại nhá. Hello tất cả anh em. Ok, để tôi nhảy cái các bạn. 1 2 3. Ok. Quá tuyệt rồi. Đó, thì chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với Minecraft rồi đây anh em. Thì trong buổi trước là tôi đã quay trở lại từ trong End đúng không? Và tôi đã lấy được rất là nhiều chiến lợi phẩm anh em ạ. Và một trong số đó là những cái hộp, những cái hộp sugar cực kỳ tuyệt vời đó. Thì ok, anh em biết hôm nay chúng ta sẽ làm gì không? Chúng ta sẽ làm một chuyện liên quan đến bọn dân anh em ạ. Đâu rồi, hello mấy anh. Cái thằng làm cái smithing table nó vẫn chưa chuyển. Nhạc yên bình phết anh em nhỉ. Nhạc yên bình không anh em? Ok, chúng ta cần tìm thằng làm bản đồ anh em ạ. Bởi vì là thằng này nó sẽ cho tôi một cái cực kỳ tuyệt vời anh em ạ. Tôi phải đi lấy tí đồ để tôi đổi với nó đã. Anh em biết thằng đó nó sẽ trao đổi cho mình cái gì không? Tôi đố anh em biết. Ruộng lúa đẹp nhờ. Đợi tí tôi thu hoạch lúa phát. Okay. Ok. Cái thằng làm map đó, nó sẽ đổi cho mình một cái map, một cái bản đồ á. Mà nó sẽ dẫn mình tới một cái nơi mà nó rất là tuyệt vời anh em ạ. Đây, giấy thinh. Ô, cái này là cái cờ. Xịn nhỉ. Cái cờ đây anh em. À, tôi sẽ làm giấy đó để tôi đi đổi với cái thằng kia làm sao. Ok, mang cả ngọc xanh đi nữa. Ok. Ủa, cánh đẹp không anh em? Đó. Hôm nay chúng ta cũng cần đến cánh nha anh em. Tôi đoán là có thể một vài anh em đã biết rằng hôm nay tôi sẽ làm gì rồi. Thanh kiếm của chúng ta vẫn đẹp như ngày nào. Hello anh. Ok. Được khá là nhiều kinh nghiệm anh em ạ. Ơ, hết luôn rồi à? Holy shit. Hết luôn rồi anh em ạ. Để tôi đi xem thử tí mía của tôi xem. Ôi, từ từ nào. Tôi xem thử mía của tôi xem có chưa để tôi lấy mía rồi tôi làm ấy tiếp. Ồ, ấy. Tôi mới vừa bay đây anh em, nó xịn không? Hôm nay từ từ nào. Hôm nay kế hoạch của tôi anh em ạ, đó là tôi sẽ đi tìm tòa lâu đài ở trên mặt đất anh em ạ. Ôi. Và cái thằng làm map á, nó sẽ chỉ đường cho mình tới được cái tòa lâu đài đó anh em ạ. Nhưng mà mỗi tội là mình đổi đồ với nó hơi lâu nhỉ. Còn thiếu mất tôi mới có 9 cái paper thôi, tôi còn bao nhiêu cái nữa. 24 trừ 9 nhiều. Tôi cần 15 cái paper nữa anh em ạ. Cần 15 cái paper nữa cơ. Thì là mình cần 15 cái ấy nữa, 15 cái mía nữa. Thì không biết là trong đám này có đủ không ta. Để đào hết đi em sao.
Tôi đào hết cả ruộng đi chỉ để lấy ấy của thằng kia đấy. À, đủ ấy, đủ ấy, đủ ấy, thừa này. Còn thừa luôn này, tốt quá. Rồi. 15 mà đủ anh em ạ. Hai tư, ui xịn quá, vừa khít luôn, vừa khít luôn. Ok, nó lên level chưa? Ấy, à rồi 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 rồi. Ô, Ocean Explorer Map này, đó. Anh em thấy cái Ocean Explorer Map này không? Cái Ocean Explorer Map này này, nó là cái map mà nó sẽ, từ từ nào, nó là cái map mà nó sẽ dẫn mình tới tòa lâu đài ở dưới biển anh em ạ. À, thế hay là nay chúng ta đi tòa lâu đài ở dưới biển trước ta. Thôi rồi thì thế là sao anh em? Tòa lâu đài trên mặt đất trước hay là ở dưới biển trước ta? Nhưng mà nói chung là bây giờ thì tôi cũng hơi đang thiếu đồ. Tôi phải chặt gỗ tí đã. Tôi chặt gỗ một chút để còn cát không? Còn cát không? Hết cát rồi. Thế có kính hay gì không? Có 11 kính nữa à? Được rồi. Thôi, vậy thì tôi sẽ đi cái tòa lâu đài ở dưới biển chứ anh em ạ. Compass, à mình muốn làm compass thì mình dễ lắm, mình có cái mình có cái phôi bạc và cái được rồi. Phôi bạc và cái redstone. Vậy compass kính 16 kính rồi. Thế nhưng mà có mỗi năm thôi bị thiếu quá ta. 7 cái cục sạn này. Than này. Rồi. Thì thôi, tôi đã hứa với anh em là từ nãy thì ngay đầu thì tôi đã nói với anh em là tôi sẽ đi tòa lâu đài trên mặt đất rồi, thế nên là chúng ta sẽ đi tòa lâu đài trên mặt đất trước anh em ạ. Sang tập sau nếu mà được thì chúng ta sẽ đi tòa lâu đài dưới biển sau đúng không? Lỡ nói với anh em là đi tòa lâu đài trên mặt đất rồi. Ok. Đi ngủ cái anh em. Đấy, thầy khắc bày tỏ tình cảm với anh em này. Yêu anh em. A hi hi. Ok. À, để tôi mang kính đi tôi đổi với thằng kia. Oh. Chết luôn. Skill của tôi đấy anh em. Ok. Một cục. Hai cục. Đó. Này anh em nhìn này. Chúng ta đổi được cái Ocean Explorer map của nó rồi đấy. Đó. Tôi thấy tôi hơi thiếu kính nhỉ, tôi nghĩ chắc là tôi nên đi đào thêm kính. Đây này cái Ocean Explorer map này này. Anh em đấy. Đây từ từ tôi thì nếu mà tôi bỏ kia thì anh em sẽ được nhìn rõ hơn đó. Anh em có nhìn thấy nó có một cái chấm màu xanh ở giữa không? Cái đó chính là tòa lâu đài ở dưới biển đó. Một tòa lâu đài mà nó nằm sâu ở dưới đáy biển. Không, thực ra là nó ở đó thì nó cũng không có lặn ở dưới đáy đâu, thì nó cũng trồi thì nó kiểu là mình có thể nhìn được nó ở trên mặt đó. Ô, tôi nghe tiếng cái gì như kiểu trong em nhỉ. Đó, chung cả nó sẽ là một tòa lâu đài dưới biển, nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ chưa đi nó vội, chúng ta sẽ đi tòa lâu đài trên mặt đất trước. Thằng Enderman, ôi tôi nhìn nó mà tôi nhớ ghê luôn đấy thật. Hello anh. Ô, tôi vừa chém nó cái, tôi vừa chuẩn bị chém nó cái là nó dịch chuyển đi luôn, ghê chứ, ghê thật. Nó né đòn khá ngầu đấy anh em. Ok, tôi phải đào tí cát để
nung cát để làm kính anh em. Ủa ơi, anh em thấy cái efficiency 4 của tôi nào còn nhanh không? Còn nhanh hơn cả cái bản creative luôn đúng không? Thấy xịn không? Xịn không? Rồi phê pha. Tôi khá thích cái sẻng này anh em, bởi vì anh em nhìn thấy nó vừa có unbreaking thì là nó bị chậm hỏng á, đó, và lại còn được cái efficiency 4 nữa, đào như cái máy khâu luôn. Đó. Này. Tôi bay cho anh em đó này. Đó, tôi bay cho anh em xem xịn không? Ok. Nung cát thôi. Nung cát rồi làm kính thôi. Đầu tiên tôi chia nó ra làm hai nửa, cái này chia ra làm nhỏ nữa đi. Xong mình sẽ lấy than ra. Có tổng là bao nhiêu ta? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 à? Thế mình phải chia cái này nó làm 8 nữa à? 8 à? Này. Ê, full quá nhỉ. Ok, này. Vắt này. Vắt này. Ê, tôi hết là cái lò nung luôn rồi anh em ơi. Hết mất lò nung rồi. Ok, được thêm 6 cục kính rồi đấy. Ok. Cắt bạc với cắt ấy rồi này. Ok. Tôi muốn livestream cho tất cả anh em được cùng xem. Ước mơ xa vời. Nhà cũng hơi thiếu lò nung nhỉ, mà tôi nung cũng hết sạch lò đấy. Đó. Bây giờ tôi sẽ làm kính. Ở đâu mình, à đúng rồi, thì mình có công thức mà mình cần tìm đúng không? Này. Nè. 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 Đó. Để tôi cho thêm cái đống này vào. Đó. Trong lúc đợi tôi sẽ đi đổi đồ với thằng kia luôn anh em ạ. À. La 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 da 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 da. Anh em thấy cái ruộng nhà tôi nó lên cái loại cây mới chưa? Cây này là cây mà trước tôi tìm ở trong En đấy. Tới lút trong En nó được đấy. À. Bây giờ mình còn thiếu mỗi dưa hấu thôi anh em ạ. À đâu đâu, dưa hấu mình có rồi mà. Bây giờ mình còn thiếu cà rốt đúng không? Đây là đó. Quả này tôi không biết là quả gì, nhưng mà nói chung là ăn được. Tan 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 tan. Thằng làm kính đây, đây thằng làm kính. Lâu anh. Một cục, hai cục, ba cục. Bây giờ mà thêm phát nữa thì hơi phí nhỉ. Bốn cục, à cũng được. Cái thằng cái lúc mà nó lên level thì nó không phụt cái màu hồng 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 ấy nhỉ, hài vậy. Cái này này anh em, chính là cái Woodland Explorer map này này. Cái này này. Chính nó. Nó cần bao nhiêu? Nó cần 10 cái cục 10 cục cọc xanh cơ. Nó cần khá nhiều ngọc xanh nhỉ. Nếu bây giờ mà mình mà đổi la bàn với nó thì hay là đổi mấy cái gì với nó là cũng thốn phết. Để tôi không đổi la bàn với nó nữa, tôi chặt cây, tôi đổi gỗ với thằng làm gậy anh em ạ. Tan tan tan. Này tôi bay cho anh em xem này. Woo.
ấy. Đào tí gỗ. Hello bạn lợn. Một trưởng chết luôn. Thì tôi nhận ra là ở trong này cái lớp là mình nhảy lên mình chém nó khá là khỏe anh em ạ. Mình nhảy lên mình chém một phát là bọn nó mất khá là nhiều. Ôi, đây là con creeper nó nổ đúng không? Thì mình mà nhảy lên là mình chém thì cái đam nó khá là khỏe, thì tôi không hiểu tại sao vậy. Chung là bình thường thanh kiếm của tôi mà chém một phát thì bò với lợn nó không chết luôn đâu, nhưng mà nếu mà tôi mà nhảy lên tôi chém một phát thì bò với lợn đi luôn. Sao tôi muốn đào nốt cái cục gỗ ở đây mà khó khăn ta. Rồi tôi nghĩ này đủ ở đây anh em ạ, chúng ta có thể đi về rồi đấy. Bụm bụm nó. Anh em tôi bay xịn không? Đâu ta, thằng thằng nào là thằng ở đây rồi. Thằng nổi gậy rồi. À đâu, thằng này là thằng nổi thịt mà. Chào anh. Ơ nhầm 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 thằng. Cái gì vậy trời? Thằng nào ta? Thằng này là thằng này. Đây là đây. Chào anh. Đổi em tí gậy anh nhá. Không biết đủ chưa ta. Đủ rồi. Tôi đủ 10 gậy luôn rồi này. Tránh tránh ra cho em ra ngoài anh ơi. Anh đứng yên đừng nói nhá. Ok. Thằng này là nó chuyên gia tính đào tẩu anh em ạ. Thằng là map đâu ta? Đây này. Có đúng không? Ở đâu ta? Chào anh. Ờ từ từ quên. Chúng ta cần cái la bàn nữa mà. Ta cần cái la bàn nữa mà. Thì anh em biết tại sao mà tôi lại phải đi đi trong em trước, sau đó thì tôi mới tìm đến những cái tòa lâu đài ở ngoài đời để tôi mới tìm đến những cái tòa lâu đài ở thế giới thực để tôi đi khám phá không? Thám hiểu không? Tại vì là cái tòa lâu đài trong em đó nó từ từ á compass đây rồi đây rồi. Thì vì là những tòa lâu đài trong em đó là nó rất là, bởi vì là sau khi mình đi trong em xong á thì mình sẽ có được đôi cánh anh em ạ. Mà cái đôi cánh nó giúp mình đi tới cái chỗ tòa lâu đài trên mặt đất và dưới biển nó rất là nhanh, bởi vì là mình có thể bay được mà. Đó, nó nhanh lắm. Tôi đã đặt được rồi. Thế nên là đó là lý do tại sao mà tôi phải đi em trước á. Thì anh có nhớ trước là tôi bảo là nó có một thứ mà tôi rất là cần không? Đó, đây này, cái Woodland Explorer map này này, đó. Chúng ta đã có cái map đi Woodland rồi anh em. Đó. Anh em thấy cái map chưa? Thì nó có một cái toàn nhà nhỏ nhỏ kia đúng không? Đi ngủ đã, đi ngủ đã, đi ngủ đã. Đó, một tòa nhà nhỏ nhỏ. Đây này, này, tôi bỏ cái khiên ra cho anh em xem. Đó, anh em nhìn thấy cái góc trên cùng bên tay trái không? Đó. Ok, thế chúng ta đang đứng ở đâu ta? Bây giờ phương hướng thế nào đây anh em? Mặt trời lặn ở chiếc cha. Bây giờ tôi phải dùng phương hướng để xác định anh em này. Mặt trời lặn ở đằng đông và mọc ở đằng tây à? Đúng không? Thôi từ từ đây, bây giờ tôi cần phải xuống tôi chế tạo một cái anh em ạ. Đó là pháo hoa anh em ạ. Pháo hoa sẽ giúp cho mình có thể bay khi mà mình
Firework. Ê, tôi chưa mở được cái pháo à? Coal và gunpowder, từ từ đã nào, tôi thử làm em nào. Blaze Road đâu? À này, chúng ta có pháo hoa này. Chúng ta làm pháo hoa thế nào ấy, anh em? Ok, tôi nhận ra có vẻ là chúng ta hơi fail. Anh em đợi tôi tí nhá. Tôi thoát ra để tôi tìm hiểu chút cách làm pháo hoa rồi thì xác định phương hướng để đi rồi thì tôi sẽ quay lại với anh em nhá. Ok. Hello anh em. Tôi đã mới lên trên Wiki và lên trên YouTube tìm hiểu một chút rồi. Thì tôi cũng đã hiểu rồi anh em ạ. Đợi tí từ cho tôi nhảy cái đã nhá. 1 2 3. Ok thì nó là như thế này anh em ạ. Mặt trời mọc ở phía đông và lặn ở phía tây. Đó. Thì có đúng không ta? Thì đây thì anh em có nếu mà đây thì anh em cứ nhìn này đấy thì mặt trời nó dần dần nó đi xuống, nó dần nó đi xuống thì mặt trời nó mọc ở phía đông mà và nó lặn ở phía tây, có nghĩa là nó đang đi xuống phía tây đây này. Thế vậy thì phía đông thì nó đối diện thẳng cái nhà ở bên này, thì mà phía bắc ấy thì nó nằm ở bên cạnh này này. Đây thì bây giờ thì anh em nhìn thấy cái bạn bây giờ thì anh em thấy cái bản đồ không? Để tôi bỏ cái khiên ra cho anh em nhìn này. Đó, chúng ta đang đứng ở bên cuối cùng của cái bên tay trái, có nghĩa là chúng ta đang đứng là chúng ta bây giờ chúng ta phải đi thẳng về phía bắc đấy, là chúng ta phải đi thẳng lên trên đấy. Đó thì chúng ta mới gặp được cái tòa lâu đài đúng không? Vậy thì bây giờ là nhiệm vụ của chúng ta đó là phải bay thẳng lên phía bắc, đó là bay thẳng cái hướng này này. Đó thì chúng ta sẽ gặp một lâu đài. Đó. Và tôi cũng đã tìm hiểu luôn về cái công thức làm cái pháo hoa các bạn, cái pháo hoa thì chúng ta cần phải có giấy các bạn, có giấy và có cái này đó, cái này là mình giết con creeper rồi rơi ra đấy đó. Thế nhưng mà vừa nãy tôi đổi giấy khá nhiều với thằng kia rồi, bây giờ ít giấy quá. Ok. Thì đầu tiên chúng ta phải cất cái thám hiểm Ocean đi anh em ạ, bởi vì chúng ta không có cần nó anh em ạ. Cất nó đi trước. Ok. Cần Woodland này thôi, chúng ta đi Woodland trước. Để tôi làm cái tí giấy nào. Đây này, này tôi làm cho anh em. Chúng ta chả cần cái fire charge này đâu, chả cần đâu. Đây, chúng ta chỉ cần giấy này. Và cần cái gunpowder cuốn lại đó. Cuốn lại đó. Đó, tôi có tổng cộng là 36 rồi. Chốc thỉnh thoảng tôi trên đường tôi gặp mía thì tôi sẽ lại farm nó tiếp. Thì tôi sẽ farm mía để tôi có một chút đồ thôi. Ok. Blaze Road cắt đi. Đây là tôi có khá nhiều mấy cái sugar này khá là quan trọng. Để tôi tìm mấy cái đồ quan trọng tôi mang đi cùng nào. Có cái gì quan trọng không? Đây các bạn, tôi đoán là thuốc hồi máu quan trọng lắm. Đây này, thì chúng ta có thể cất đồ của chúng ta vào trong mấy cái shulker mà đúng không? Đó, tiện lắm. Đó, mấy cái nào nó vớ va vẩn thì anh em cất hết vào đây này. Đó, tôi đi thì tôi chả cần cầm sẻng này đâu. Đó, ok. Vậy chúng ta đi thôi anh em ơi. À đúng rồi đúng rồi. Chúng ta cần phải làm một cái giường nữa. Để tôi để tôi ở trong nhà dân có giường không ta? Mà thôi. Chả lẽ mình cứ đi trộm giường ở trong làng hoài. Không được anh em ạ. Làm người chứ mình có phải là ấy đâu, mình có phải là súc vật đâu mà lúc nào thì cũng đi trộm hoài anh em nhỉ?
Ôi, ngon quá, tôi cắt một phát tôi ra ba ba cục lông luôn. Cắt cái này à, có ba cục lông này. Giờ lấy tí ấy ra rồi tôi grab cái giường rồi sau đó thì tôi đi. Lấy tí gỗ. Giường, ok. Đó. Ok anh em. Chúng ta phải có giường để khi mà chúng ta đang bay ở giữa đường chúng ta còn phải nghỉ anh em ạ, để còn đi ngủ chứ. Đây thì tôi dạy anh em cách để anh em có thể bay được nhá. Thì cái lúc mà chúng ta bay chúng ta không cần khiên thôi anh em ạ, thì là cách tốt nhất là mình đã cầm cái bản đồ nó qua cái tay kìa. Sắp tối à, tôi tưởng tôi đi ngủ nốt phát rồi thì tôi bay sau anh em ạ. Nào. Đợi tí mới ngủ được anh em ạ. Okay. Ngủ. Chưa ngủ được à? Thôi bày tỏ tình cảm với anh em chút. Yêu anh em nhiều. Đấy. Đó. Ok. Bay thôi anh em ơi. Thì cái tay trái của chúng ta sẽ cầm bản đồ, tay phải cầm pháo hoa đúng không? Ok, này tôi dạy em cách bay này. Đó. Đây này, thì khi mà anh em bay lên thì rồi dạ, anh em sẽ bay chúi xuống cái này. Sau đó thì anh em lại quạt lên. Đây này. Đó. Thì nó sẽ làm cho anh em bay được liên tục. Tôi bay nhanh quá, nó đến độ mà map nó còn chưa tạo xong rồi anh em ạ. Cố gắng bay thêm một chút nữa nào. Ok, quỷ đau quá. Ok. Đó. Ôi ôi. Cái cánh tôi hỏng cũng khá khá đấy anh em ạ. Tiếp tục nào. Đáng ra là mình phải mang hai cánh anh em ạ, chứ mà mình mang cái này là toang mình rồi. Chốc sao mình đổi được. Thế là mình quay về mình mang thêm cánh nữa ta. Chắc là đợi tí tôi quay về tôi mang thêm cái cánh nữa anh em ạ, chứ mà tôi có một cánh cái này chốc chốc tôi sợ cái cánh này nó hỏng anh em ạ. Thì chốc cái cánh này nó mà hỏng thì tôi còn phải có cái cánh kia thì tôi bay về chứ, chứ không thì tôi bị không thì tôi bị kẹt ở cái tòa lâu đài đấy là chết anh em ạ. Hơi phiền anh em tí, đợi tí tôi bay về nhá. Đó, thì thấy đẹp không, thấy đẹp không anh em, thấy đẹp không? Anh em về nhanh không? Anh em thấy mình có cái có tiện không? Ôi dồi ôi. Đó. Cực nhanh luôn anh em ơi. Cực nhanh luôn. Lỗi quá, phải cầm cái cánh ấy chứ. Đây rồi, cầm cầm cái Elytra đi chọn rồi. Đi thôi. Đi thôi anh em ơi. Đi thôi anh em. Nào 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 nào. Vút lên trời và sau đó thì mình sẽ vút xuống. Và sau đó thì mình sẽ lại vút lên trời các bạn. Này này này, lên này lên này lên này. Đó. Thì kiểu thì mình phải vút xuống như vậy thì mình có đà đấy anh em. Thì sau khi mình có đà rồi thì mình sẽ lại vút được lên trời. Đó. Anh em có nghe thấy cái tiếng gió rít không? Ở trong này có cái đam, trong này có cái đam khi mà anh em bị đâm mạnh quá đất nhá. Thế nên là anh em phải cẩn thận đấy, chết cha rồi. Map map còn chưa chưa tạo xong rồi. Cố lên nào map ấy. Cố gắng tạo tạo nhanh nhanh nào map ấy. Bay lên nào. Đó. Chỉ cần với một cục pháo hoa mà anh em mà biết cách bay thì anh cũng có thể bay cực xa luôn. Đó. Trường cái bay này tốn cánh phết đấy anh em, không đùa đâu. Để từ từ cho map nó tạo một chút đã anh em ạ, sau đó thì chúng ta bay tiếp. Bởi vì là
Bởi vì đôi khi mà mình bay mạnh quá, mình bay ra ngoài cái vùng mà nó chưa tạo được map ấy, thì có thể là mình sẽ bị chết đấy anh em. Thì kiểu là thì kiểu thì game lag ấy, thì lúc ấy thì có thể là mình sẽ bị chết đấy. Nên là mình cẩn thận anh em ạ. Tạo map hay nào? Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tạo nhanh vào nào. Nó không phải là ô kìa. Ô cổng ấy, anh em ơi, cổng 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 cổng. Để tôi lút tí đồ đã. Anh em mà tôi đắp đắp đất giỏi không? Táo vàng này. Giày, ôi giày vứt đi, giày phò. Không cần nè. Lava. Lava nguy hiểm phết nhỉ. Yeah. Để đào cái khối vàng đi. Ok. Có khối vàng rồi, đi thôi. Ôi. Vừa nãy chúng ta đi cái hướng này đúng không? Đúng không? Để tôi nhớ là mình bay qua nó từ cái hướng này. Bây giờ tìm chỗ để bay lên đã anh em ạ. Tìm chỗ để bay lên là thì đây này. Nhảy vào fan đây. Đó, chúng ta cất cánh ở trên ngọn cây. Đó. Anh em tôi pro không? Cực kỳ nhanh luôn. Thế này thì mình sẽ đến chỗ tòa đài cực kỳ nhanh luôn anh em ạ. Mình đến mình xử hết cả những con nào trong đó luôn. Mình vừa bay vừa ăn luôn, xịn nhỉ. Thỉnh thoảng tôi bay, tôi có phải quay sang một bên để cho nó tạo map đây anh em, chứ mà bay nhanh quá nó không tạo map. Cẩn thận nào. Cố lên nào. Ôi, tôi lại gặp thêm một cái cổng nữa này. Ui, what? Ui xịn như này. Cái cổng ấy nó lòi xuống bên dưới luôn này. Xịn nhờ. Uầy, to phết. Để tôi lút đồ xong xong có gì không nào. Cơ ui. Cái Frost Walker này nó giúp mình đi được ở trong nước đây anh em. Ơi không không, nó giúp mình tạo băng đấy. Anh em có nhớ trước chết cha rồi, tôi bị lạc lối rồi. Đâu rồi, thế cái mặt trời đâu rồi? Đấy, anh em nhìn này. Mặt trời nó đang tiếp tục nó đi xuống. Đang đi xuống có nghĩa là nó đang đi ở phía tây anh em ạ. Thì nó vậy thì đây phía tây này, nó vậy thì đây phía bắc này. Chuẩn rồi, thế đi thôi. À. Ui đẹp không em? Anh em chụp ảnh lại làm quả ảnh bia đi anh. Làm quả ảnh bia đi anh em. Xa phết. Anh em thấy không? Thế này mà chúng ta mà đi bộ thì có mà đến Tết Tây. Đúng không? Đó, thế này mà chúng ta mà đi bộ có mà đến Tết Tây, thế nên là tôi mới phải đi vào trong em để tôi tìm cái gọi là cái báu vật này trước đây anh em. Đó. Chung là mọi chuyện là đều có lý do của nó cả anh em ạ. Tiếp tục nào. Ôi trời tôi nào. Xin chào rồi. Bị ngọn núi chặn lại rồi anh em ạ. Chứ mà nếu mà tôi mà không có cánh thì tôi đi có mà đến năm sau anh em nhỉ. Ok. Lao xuống rồi lại lao lên. Cái lúc mà anh em lao xuống thì anh em nhớ để ý nhá. Húc vào đá là không vui đâu. Là anh em đi đi bụi luôn đấy. Tôi bay cao quá. Cố gắng lên nào. Cố gắng giữ vững được cái độ cao này nào. Biển. Chúng ta đã ra được ocean rồi anh em ơi.
Chúng ta giống như một con chim đúng không? Đang bay lượn lờ trên trời. Tuyệt vời. Bay nào. Ui đẹp không anh em? Tuyệt không? Đây là cảm giác khi lần đầu được làm chim. Sa mạc rồi. Ôi ôi ôi. Cẩn thận chứ không húc vào thành núi anh em ạ. Vùng đất Badland này. Vùng đất này tôi cứ hay gọi là vùng đất Ba Gian anh em ạ. Ôi, cằn cỗi không anh em? Cằn cỗi không? Thế nhưng mà đẹp không? Tôi nghe nói là cái vùng đất Ba Gian mà nó mà có cây ở trên đỉnh đồi kia là vùng đất cực kỳ hiếm nha anh em. Nó không phải là cứ muốn là có đâu nhá. Tùy vùng đấy, hiếm lắm. Anh em thấy cái vùng này mới không? Có đẹp như là Lego đúng không? Có như là phim hoạt hình đúng không? Đẹp không? Tuyệt không? Bay tiếp tục chuyến hành trình thôi đó anh em, thấy đẹp cứ chụp ảnh lại mà làm ảnh đại diện nhá, anh em sẽ không bị tôi bắt bản quyền đâu. cái làng kìa. Chắc chắc là mấy anh dân làng thấy mình bay cứ như chim, chắc là mấy anh ấy ngạc nhiên lắm, chắc mấy anh ấy kiểu mong ước một ngày nào đó mấy anh ấy cũng đi vào trong En và giết rồng được để mà có đôi cánh như chúng ta anh em nhỉ. Vùng đất aquatic này, vùng biển aquatic đấy anh em. À, đó là nơi mà Aquaman sống đấy. Cẩn thận nào, ui suýt tí nữa thì thế đập đầu vào đá đấy anh em. Ui làng tiếp kiểu đẹp không anh em? Ô cái gì đấy? Ủa ôi, hỏng cánh của anh em ạ. Hỏng cánh. Ôi, nó đúng như những gì tôi tính toán anh em ạ. Chúng ta đẹp nhờ, cây cối cao to đẹp thật. Thôi thì vào mượn tạm giường của dân ngủ. Chào anh. Hỏng cánh của anh em ạ. Nó đúng như những gì tôi tính toán. Thế mà vừa nãy mà tôi mà không về nhà để tôi lấy ấy nhở, cái mặt trời mọc ở phía kia đúng không? Đúng rồi, nếu vậy thì cứng bắc phía này đó. May là tôi không về, may là nãy tôi quyết định tôi về nhà để tôi lấy cái Elytra còn lại đấy, chứ không mỗi cái thì cái Elytra này theo đặc biệt là một cái đó là khi mà nó bị hỏng ấy thì anh em sẽ không bị mất nó luôn. Chứ giống như các cái dụng cụ khác như kiểu là búa này hay là rìu kiếm ấy, là khi mà anh em bị hỏng thì anh em sẽ bị mất cái đồ luôn. Nhưng mà cái Elytra này thì nó sẽ bị hỏng cái này thôi, chứ mà anh em sẽ vẫn sửa nó đó. Đi tiếp thôi. Chúng ta còn một cái Elytra nữa cơ mà đúng không? Đi cho tới khi nào mà hỏng hết cái Elytra rồi về sau đúng không? Gãi gãi gãi. Tôi tranh thủ tôi gãi bụng cái anh em ạ. Nhột. Cố lên nào. Cái tòa lâu đài xa phết anh em ạ. Cẩn thận chứ không tông đầu vào cây. Tông đầu vào lá cây là mình cũng chết nha anh em. Đây là logic của game anh em nhá. Bay lên 9 tầng mây là có thật anh em ạ. Anh em nào mà không biết cách dùng Elytra thì có thể học theo cách của tôi nhé. Cái cách này là một trong những cách mà cực kỳ gọi là tiết kiệm nhiên liệu cho Elytra luôn. Và cũng gọi là cực kỳ tốn độ bền của Elytra anh em ạ. Bởi vì là nào bay vượt qua con núi nào đẹp không anh em? Anh em mà tôi lượn lách như là một con chim không? Một chú chim đại bàng. Bay nào.
chạm tới mặt trời ấy các em ơi. Thật chứ mà tôi bay này, tôi chỉ muốn ở ngoài đời tôi cũng bay được như vậy anh em ạ. Thật thật sự ấy. Tôi cũng muốn được tự do bay lại như thế này anh em ạ. Chúng ta sẽ đi chu du khắp mọi nơi anh em nhỉ. Đi qua bao nhiêu vùng đất, gặp bao nhiêu con bò con cừu, thế nhưng mà không farm được một con nào. Thì vé đang bay. Ui vùng rừng rậm này anh em. Ui cẩn thận nào, suýt 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 tí nữa thì thiếu tông một cây. Cẩn thận nào, đó là vùng rừng rậm thủy tổ đấy anh em, nơi mà ẩn chứa khủng long. Ui đau. Cánh cánh cũng hỏng, cũng sắp một nửa rồi, xa thế. Anh em thấy sao? Xa mà, thế này mình mà chạy bộ là mình chạy hộc máu mũi anh em ạ. Anh em nào mà sợ độ cao chắc là xem tôi bay này chắc là sợ đái ra máu. Lên nào, ăn cái gì vậy? Vừa ăn vừa bay lên với mặt với mặt trời đúng không? Tôi sẽ làm một tiểu thuyết, gọi là tiểu thuyết chạm tới mặt trời. Không biết là bao giờ thì con người nó mới có những cái dụng cụ nó khiến cho chúng ta có thể bay một mình như này nhỉ? Chứ mà bay bằng trực thăng thì cũng vui anh em nhỉ. Bay cái này vui chứ bay bằng tàu lượn này vui. Ôi, anh em nhạc lên nhờ. Quá tuyệt anh em ạ. Tôi mở ra để tôi nhìn cánh của chúng ta lại gặp vùng đất Badland tiếp kìa. Cái vùng đất Badland này là một trong những vùng cực kỳ hiếm nha anh em. Ok. Anh em thấy cái đốm tôi bắt đầu tôi di chuyển ở trên cái ấy, ở trên bản đồ không? Và bây giờ có vẻ là tôi phải bay qua cái hướng đông anh em ạ. Anh em thấy không? Cái đốm trắng nó bắt đầu nó đang di chuyển đi lên bên trên rồi kìa. Bây giờ tôi sẽ bay qua cái bên hướng đông, bay qua hướng mặt trời mọc. Ôi, cố gắng lên nào. Vút bay lên. Rồi. Đó, có vẻ chúng ta cũng đã khá là gần với cái lâu đài ở đây, thì tôi cũng không biết là còn bao xa nữa. Thế nhưng mà trong tập này tôi đoán chắc là chúng ta phải đến được cái lâu đài đây anh em. Đó. Lên nào. Uầy, đất liền, đất liền. Cố gắng lên nào. Nó đang ở ngay trước mặt chúng ta đây anh em. Thế nhưng mà không biết là bao xa thôi. Tôi mới chạm vào cái đáy của cái tán cây. Tôi nghe cái tiếng gió vù vù mà tôi cũng thấy sợ luôn anh em ạ, thật.
Sắp tới rồi. Nói chung là để anh em có thể học được cái cách mà anh em nhìn map để anh em biết là đi hướng nào, là nó cũng mất khá nhiều thời gian của anh em để mà anh em có thể hiểu được cái map ở trong cái game Minecraft này, nó cũng khá là rắc rối. Nhưng mà anh em nào mà giỏi địa lý thì tôi nghĩ là sẽ hiểu nhanh. Anh em với tôi bay luồn lách xịn đâu, còn chim đại bàng mà anh em, tôi còn chim đại bàng mà. Ơi ơi, ui, tôi đang bay lên thì cánh của tôi hỏng anh em ạ. Ui ôi, anh em nhìn này, tôi bay hỏng hết cả hai cánh mà vẫn chưa tới được cái chỗ lâu đài luôn. Bây giờ chúng ta phải phải đi bộ rồi anh em ạ. Chúng ta phải tay không rồi. Đây để tôi dạy anh em một vài cái tip để anh em có thể sau này anh em có thể đi cho tiện lợi dễ dàng như này. Em sẽ xuống nước không? Đó, anh có thể dùng nước để anh em leo. Nó nhanh đúng không? Thì anh em sẽ không cần phải xây đường lên nó lâu đúng không? Đó. Và anh cũng không có phá hoại cảnh quan môi trường đúng không? Ồ, con gì đây? Đây có lạc đà à? Lâu mấy anh? Ủa xinh thế. Nó không cho tôi ngồi lên con này à? Không được anh em ạ, chúng ta không ngồi được. Xinh thế. Còn khá nhiều pháo hoa nhưng mà mỗi tội là ôi vùng đất tuyết đẹp không anh em? Đẹp chưa? Đẹp chưa? Đó. Chúng mình có cánh rồi, rồi chúng mình đi khám phá là nhất hạng anh em nhỉ. Quá đẹp luôn. Một màu trắng xóa của tuyết anh em ạ. Anh em nào mà sau một ngày mà đi làm ở Sài Gòn mệt mỏi về nhờ, anh em nhìn này chắc thích lắm. Mát mẻ mà đúng không? Tôi nói thật là cái vùng mà tôi thích nhất ở trong Minecraft là vùng tuyết đây anh em, bởi vì là nó dày đặc cái này, sau đó thì nó ít cây ấy. Tôi không hiểu sao mà tôi rất là thích cái vùng tuyết này luôn ấy. Tôi không hiểu tại sao. Tôi lo quá anh em ạ, à. Thật sự là tôi đang rất là lo nó về cái chuyến đi về nhà của tôi, thật tôi lo kinh khủng luôn ấy. Tôi nghĩ chắc tôi toang rồi anh em ạ, à. Bây giờ sao tôi đi về nhà được. Tôi đi ngủ cái. A hu hu. A hu hu anh em ạ, à. Bây giờ thì a hu hu thôi chứ chưa biết sao. Mặt trời đâu? Mặt trời đâu? Đây mặt trời đây. Mặt trời mọc ở đâu này? Đúng không? Thì chúng mình phải chạy về phía này. Đây. Suýt tí nữa là tôi lại bị nhầm hướng anh em ạ, may ghê. Anh em nhìn này. Đây. Lạnh quá thế nên là nước. Ui. Ui. Lạnh quá thế nên là nước nó bị đóng băng luôn anh em ơi. Hay không? Ui, anh em nhìn cái vùng đất gì ở kia xịn không? Tôi không hiểu sao mà trên tay tôi cầm giường nó làm tôi nhớ lại pha đi đào cái Ancient Debris ở trong địa ngục anh em ạ. Đây này này này. Để thể hiện trình độ cho anh em xem nhá. Này. Đó. Chúng ta đeo giày Frost Walker vào sau thì chúng ta chạy như này. Đó, ủa ôi. Xịn không? Đó, tôi siêu nhân đấy anh em ơi. Ấy. Ở đâu rồi? Mặt
trời đâu vậy? Chúng ta ơi ơi. Ơi cái gì ấy? Ấy. Lag anh em ơi. Chết cha rồi. Từ từ tôi. Ok. Chết cha rồi. Cái gì đây? Đây là mặt trời đang ấy này. Tôi phải đi về về hướng đông chứ. Đi về hướng đông chứ. Tôi đi về hướng bắc đủ rồi mà đúng không? Tôi phải chạy về hướng đông. Trời ơi. Mù đường quá anh em ơi. Anh em được chiêm ngưỡng cảnh quan luôn đúng không? Anh em vui không? Anh em thích không? Ôi trời lên nào. Đã có rất là nhiều pha chết người do bị kẹt ở dưới băng rồi đấy anh em. Tôi đi cái này có đúng được không anh em? Tôi đang đi về phía đông mà. Tôi đi về phía đông thì đúng rồi. Bởi vì mình đang ở chỗ kia, mình cần phải đi về phía đông. Ồ, làng này anh em. Cái làng này chính là làng làng của những người dân tuyết này. Ui đẹp không anh em? Ui xịn không? Anh em trông ấm cúng không? Anh em chín ấm cúng không? Ui tôi lút tí đồ. Bánh mì, khoai, thích quá nhờ. Ui ấm cúng nhờ. Ở một khu hẻo lánh ấy mà nó có những căn nhà nhỏ nhắn xinh xắn như này. Nên là bằng gỗ này nó ấm lắm anh ạ. Bởi vì mình làm gỗ ấm mà. Ủa anh em nhìn mấy thằng dân tuyết này. Ui nó mặc đồ trông ấm cúng nhở. Ôi thằng dân con xinh thế. Ok. Từ từ nào các mặt trời đâu, mặt trời đâu. Đây chúng ta sẽ đi về cái hướng này. Chúng ta đi chéo chéo qua đây một tí ấy các bạn. Thì để chúng ta đi tới. Anh em cảnh đẹp không? Tôi chụp ảnh màn hình ngay các bạn. Chụp. Ok. Ủa nó yên bình quá anh em ạ. Đẹp quá anh em ạ. Minecraft là một game làm ra để cho chúng ta thư giãn mà đúng không? Thư giãn sau những giờ phút mà bị sếp chửi. Tôi thật với anh em một đợt này. Tôi thật với anh em một đợt này tôi đang khá là bị mấy cái công việc rồi mấy cái chuyện học tập nó làm cản trở anh em ạ. Bởi vì hiện tại đang vào cái đợt mà nó khá là thốn. Nhưng vẫn cố gắng ra video cho anh em xem ấy. Làm vì đam mê anh em ạ. Anh em nếu mà anh em mà đang xem tới đoạn này á, chắc chắn là anh em sẽ là một người cực kỳ yêu quý tôi. Nên là anh em mới xem được tới tận đoạn này. Bởi vì đoạn này nó cũng đâu phải là đầu video, cũng đâu phải là cuối video đâu đúng không? Vậy nên là nếu mà anh em mà đã xem tới đoạn này rồi á, mà anh em mà biết rằng nó có cái đoạn này á thì nếu được thì xin của anh em một like nhá. Anh em yêu quý tôi hãy cho tôi một like anh em nhá. Yêu anh em nhiều lắm. Anh em tuyệt vời nhất đối với tôi luôn. Tôi làm vì đam mê nên là chỉ cần thấy một lượt sub hay là một lượt subscribe hay là một lượt share rồi thì một lượt like của anh em cái là tôi thấy vui kinh khủng luôn ấy. Kiểu là nếu mà một video của tôi mà được 20 like. Ồ, vùng đất băng ở cạnh vùng đất Bethlehem anh em ơi. Xịn không? chưa có video nào của tôi được 20 like anh em ạ. Hả? Anh em mà yêu quý tôi có thể cho tôi được một like nhá để 19 người còn lại có thể cho tôi nốt thành 20 like. Cố gắng lên nào. Thì chung là cái dự tính của tôi là anh em ạ, tại vì nếu mà anh em mà xem tới tận đây chắc chắn là anh em cũng tính xem tôi lâu dài vì là anh em cũng thích tôi đúng không? Tôi cũng thích anh em lắm. Thì cái dự tính của tôi như này.
thì tôi sẽ không cắt một đoạn nào của cái video này anh em ạ. Bởi vì sau này tôi sẽ tính làm một streamer, từ từ nào. Sau này tôi tính làm một streamer anh ạ. Là một streamer thì khi mình mà livestream thì mình đâu có cắt được đoạn nào đâu, đúng không? Vậy nên là tôi sẽ đăng nguyên cái video ấy lên anh ạ, tại vì là sau này khi tôi làm streamer tôi thì tôi cũng sẽ đăng nguyên video lên thôi. Đó, vậy nên là tôi chỉ mong rằng anh em sẽ vẫn luôn ủng hộ tôi dù là tôi có đăng video, đăng full video tôi hoặc là tôi có chỉnh sửa tôi edit. Nhưng mà sau này mà tôi mà làm streamer thì tôi sẽ có rất là nhiều thời gian để tôi tương tác với anh em, đúng không? Trong cái lúc đang chạy cái này tôi có thể hỏi anh em xem là anh em làm nghề gì? Anh em hôm nay có gì vui không? Hôm nay có sự kiện nào mà làm cho anh em rất là muốn được chia sẻ với mọi người ở đây không? Đúng không? Game mà để mình giải trí mà đúng không? Game đâu phải là nơi để mình chút giận đâu. Có thể là 1 năm hoặc 2 năm nữa tôi sẽ có đủ tiền để mà nâng máy lên để livestream. Anh em nhìn thấy vùng đất đẹp không? Badland, Badland. Chúng ta nhìn cái vùng đất Badland này, chúng ta nhìn nhiều như là cái vùng đất bình thường rồi anh em nhỉ? Yeah baby. Thế tôi hát cho anh em nghe nhá. À đúng rồi. Thì hiện tại thì hỏng cái cánh rồi mà, thế nên là mặc cái ấy vào cho an toàn. Ăn tí đồ ăn chung là cũng còn ít. Một con vịt xòe ra hai cái cánh, nó kêu rằng quá 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 a hi hi a hi hi. À đúng rồi, nó có mỗi cái phần phần mà tôi thoát ra wiki để tôi tra về cái firework á, thì là cái phần đó thì nó mới hơi fail. Thì có mỗi cái phần đó tôi cắt thôi, còn lại tôi sẽ đăng full. Trời ơi, tôi gặp cái vùng đất Badland nhiều quá đến độ mà tôi nhìn tôi ngấy luôn rồi anh em ơi. Chúng mày cho tao gặp cái vùng nào khác đi game này. Thế nhưng mà anh có biết gì không? Từ từ xa xưa là đã có những tin đồn anh em ạ. Đó là vùng đất Badland này, là vùng đất nó chứa cực kỳ nhiều vàng anh em ạ. Vậy nên là nếu mà anh em mà muốn kiếm vàng ấy thì đừng ngần ngại mà hãy đi vào vùng đất Badland ngay lập tức đi. Tại vì khi anh em vào đây là vàng của anh em nó chất đầy như là gỗ luôn. Anh em ơi, tôi quảng cáo tốt không? À, hầm mỏ bỏ hoang. Hello bạn, ủa tối thế, thôi 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 sợ. Đó. Ấy thì nếu mà anh em muốn tìm vàng ấy thì anh em cứ tìm mấy cái hầm mỏ bỏ hoang này này. Xong rồi anh em đi vào ấy thì nó cũng giống kiểu nó là mấy cái hang động nhỏ cho anh em luôn á. Anh em có thể tìm được vàng ở trong đó. Hôm nay tôi sẽ làm cái tập này cho tới khi nào mà tôi tìm được cái vùng cái tòa lâu đài. Và sau đó thì tôi đánh chiếm cái tòa lâu đài ở đây anh em ạ. Sau đó tôi mới nghỉ. Tuần máu. Tuần cực kỳ máu anh em ạ. Anh em thấy cái vực băng này hay không? Băng nó dày đặc quá đến độ nó chồng chất lên nhau luôn kìa. Ui gấu kìa, gấu kìa. Gấu này anh em. Wow. Con gấu nó đánh mình không? Anh gấu ơi, em chào anh. Ui xinh không? Con gấu sao mà trông hài thế? Anh em nhìn này. Ô, anh em nghe tiếng nó kêu không? Thở chứ. Tôi thấy gấu có đôi mông to phết anh em ạ. Sexy. Nó có một cái đặc biệt, nó ở cái giày Frost Walker của tôi anh em ạ. Nó lại ôi cái địa hình vùng này đẹp nhỉ, núi này rồi thì băng này đẹp thật.
Thì có một cái đặc biệt nó là cái Frostwalker của tôi, đó là khi mà anh em mà đi ở trong đêm đêm này này thì băng của anh em thì băng của anh em nó sẽ không bị tan, bởi vì là buổi đêm nó lạnh á, thế nên là băng anh em, thế nên là cái băng mà anh em đặt lại trên biển á nó sẽ không bị tan đi. Thế còn nếu mà anh em mà đi ở ban ngày thì băng nó sẽ bị tan đi. Đây anh em nhìn này, đó, chúng ta vừa tạo ra được một con đường bằng băng đấy, xịn không? Đó. Đi xuyên đêm anh em nhá. Xuyên đêm luôn sợ gì đúng không? Đó, anh em thấy cảnh tượng đẹp không, mặt trăng kìa. Đây là cái mặt trăng bị khuyết anh em ạ. Mặt trăng và vùng đất băng. Anh em sẽ tìm cái lâu đài sao, công nhận là tôi đi hộc cả mặt luôn nên chắc chắn là anh em đang cực kỳ gọi là không tin tưởng tôi, là thì anh em đang nghĩ kiểu chắc là tôi đi nhầm đường nên là tôi mới khó tìm đúng không? Đúng không? Tôi hiểu cảm giác của anh em ạ. Nhưng mà tin tôi đi rất là đúng đường anh em ạ. Tin tôi đi nhá. Tôi thề với anh em luôn đấy, tôi hứa với anh em luôn. Tôi thề. Diamond Pickaxe. Hello mấy anh gấu. Một gia đình gấu. Ôi. Ôi con gấu con. Ôi, cái gì đấy? Thì ôi. Rồi. Nó đuổi đánh tôi anh em ơi. What? Tôi làm gì nó đâu? Ô cái gì kìa? Ô cái gì đây anh em? Vì sao nó có cái tàu nó kỳ lạ này? Ô, what? Con tàu này nó bị hút vào băng anh em ơi. What? Cái gì mà thú vị thế này? Uầy. Đây là hiện tượng gì đây trời? Đây là hiện tượng gì đây trời? Ơi, trời ơi con muỗi đốt tôi. Ok. Nhà tôi nghèo không có tiền mua thuốc xịt mũi à, muỗi muỗi cứ đốt tôi suốt anh em ạ, khổ lắm. Tàu thế có cái rương gì không? Ok kìa 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 kìa, có anh ơi, có đào 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 đào, mở ra nào. Berry Treasure Map, ồ ngon quá, nó có cái giấy luôn này. Đi loot tí đồ anh các bạn. Đi loot tí đồ. Tôi gọi lại đây em lâu mà fire protection không cần đâu. Ok. Tôi còn ủa đau quá. Bây giờ mình đi cái hướng nào ta? Đi ngủ đây anh em ạ. Đi ngủ cho mặt trời mọc. Thì tôi mới biết được là giờ thì mình phải đi cái hướng nào. Bây giờ mình phải đi về hướng đông. Mặt trời đâu, mặt trời đâu? Ê, hình như mặt trời nó mọc ở đằng sau cái con gấu này này. Đây đúng rồi, đúng rồi. Đó, chúng ta chạy thẳng cái mặt trời. Ôi tôi nhìn thấy cái chỗ này đẹp quá nhỉ. Từ chụp ảnh cái này cái anh ạ. Ok. Đẹp quá. Tan 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 tan. Tôi sẽ cố gắng tôi làm một tập nó dài ra. Tất nhiên là chung là nó cũng còn tùy tập anh em ạ, bởi vì là nó có tập thì tôi sẽ đi chu du nó dài và loằng ngoằng cái này, và nó có tập thì tôi sẽ làm về một cái chủ đề nhất định này, đó giống kiểu là như tập tập mà mình đi rất rồng ấy, là mình chỉ có đi rất rồng thôi, tập mà mình đi tìm NCT ấy, là mình chỉ có đi tìm NCT thôi ấy. Đó thì là một chủ đề nhất định, nhưng mà rất là hiếm khi mà tôi là gặp những cái tập
mà nó dài loằng ngoằng như này. Thì chung là tùy gu anh em thôi đúng không? Thì vì là theo như tôi được biết thì là có người, ê từ từ đã, thì là có người là họ rất là thích xem những cái cuộc chu du như này anh em ạ. Thì đó là bạn gái tôi. Bạn gái tôi là cực kỳ thích xem những cuộc chu du như này. Nhưng mà lại có những người thì họ là chả muốn đúng không? Họ là chỉ muốn khi mình làm về một cái chủ đề nhất định thôi. Nên là chung là tùy anh em thôi. Anh em thích phần nào thì anh em xem. Anh em cứ yêu quý tôi, không ghét tôi là tôi vui lắm rồi. Tôi yêu anh em mà. Yêu tất cả anh em. Tàu đắm kia đúng không? Đúng không? Cho tôi nhìn nhầm. Lâu phết. Tôi biết là ôi kìa, làng kìa. làng từ xa đẹp nhờ. Chụp cái ảnh cái. Tôi thật chứ mà tôi đi cái này tôi chụp được cả một đống ảnh đẹp đấy các bạn. Tuyệt vời, tuyệt vời. Thực ra là tôi phải thú thật với anh em là hầu như là tất cả những cái video tôi làm là đều là làm lúc đêm cả. Nên là hôm nay tôi cũng hơi hơi mệt mệt đấy, cũng không có tính làm đâu. Nhưng mà nhưng mà bởi vì là cũng gọi là muốn làm một chút. Tại cũng phải chăm chỉ làm video chứ. Làm cho anh em xem chứ, phục vụ anh em chứ. Cho anh em vui, với cả cũng có một vài người, cũng có nhiều người cũng mong đợi video của tôi mà. Thế nhưng mà tôi làm đến đây bây giờ là cũng khá lâu rồi đấy. Và tôi nhận ra là chơi game peaceful ghê. Không thấy mệt tí gì. Nếu mà anh em mà xem tới đoạn này thì hãy nếu mà anh em nào mà chịu khó xem tới đoạn này thì hãy comment cho tôi số 3287 nhá, để tôi xem thử xem là có anh em nào có thể xem được tới đoạn này không. Khó lắm, chắc là không có ai comment 3287 đâu. Lên đất liền rồi anh em ạ. Sau một hồi mà mình chạy như là một hồi mình chạy như chó ở trên biển thì cuối cùng chúng ta cũng lên được đất liền rồi. Nhờ vẫn chưa thấy cái mansion đâu. Thì là cái tòa lâu đài ở trên mặt đất nó gọi là cái mansion anh em nhá. Mansion là một nơi rất là to và trong đó có rất là nhiều loại quái vật đấy anh em ạ. Quái vật đó. Đấy anh biết gì không? Trong đó có một cái bọn nữa mà nó rất là mới mà chắc là anh em chưa được gặp bao giờ đâu. Mới lắm. Một bọn khá là mới mà tôi chưa gặp nó bao giờ. Không biết là anh em chung ở đấy thì anh em mà xem những người chơi khác có thể anh em đã gặp rồi. Nhưng mà nó khỏe lắm. Nào mà tôi gặp thì tôi sẽ chỉ cho anh em xem. Vùng biển này có vẻ là vùng biển lạnh anh em ạ. Cái vùng biển này nó quá lạnh thế nên là nó mới đóng băng hết cả mọi thứ như này. Bam 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 bam. Tan tan ta ra ta ra ha.
You give me shelter as they done for me, and I know. Da, 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 da. Ê, tuột tuột. À, thỉnh thoảng thì mình đang chạy thì nó sẽ bị lag như vậy đấy anh em. Thì kiểu thì nó sẽ bị không tạo băng được một lúc, giống kiểu là mình hết 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 năng lực cái ra, hết năng lượng hay gì kiểu thế. Ba 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 ba. Nếu mà anh em mà xem được tới tận đoạn này thì tiếc gì mà không cho anh em một câu yêu thương đúng không? Yêu anh em. Cảm ơn anh em vì đã xem tới đoạn này nhá. Xem từ tận đầu video tới đoạn này quả là khó khăn đúng không? Quả là khó khăn đối với một YouTuber mới như tôi. Cảm ơn anh em. Đất liền, đất liền, đất liền, đất liền. Vì sao mà tôi thấy nó rung lắc dữ vậy? Anh em thấy nó rung không? Tôi thấy mấy cái đồng mía này nó có rung rung cái gì ấy. Manson tới chưa? Nhưng mà không hiểu sao tôi có linh cảm là cũng sắp tới Manson rồi. Vì mình cũng lên tới tới đất liền rồi mà. Có đúng không ta? Thì đây là gì đây? Đây là hướng ngược lại đúng không? Mình cứ chạy cái hướng này là chuẩn ở đây anh em. Đợi tí tôi uống nước tí nhá. Tôi khát nước quá. Nói từ nãy giờ. Ok anh em. Ôi thỏ xinh quá. Xinh 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 xinh. Thì tôi phải thú thật với anh em là tôi cũng chỉ là một YouTuber mới thôi. Thì nếu mà về các ý tưởng ấy thì anh em phải biết rằng Minecraft nó là một cái game nó rất là lâu đời rồi, 10 năm rồi, nó ra từ năm 2009 mà. Nó lâu đời lắm rồi. Thế nên là có rất là nhiều YouTuber khác, mà có nhiều YouTuber họ làm từ đời đầu luôn ấy, họ làm từ cái năm 2009 luôn. Là họ đã làm gọi là nát cả cái game rồi. Bây giờ mà anh em mà lên mạng mà anh em tìm hiểu ấy, nó có rất là nhiều các ý tưởng. Vậy nên là kênh của tôi là kênh mới mà tôi, mà thực ra tôi cũng là một người ít ý tưởng lắm. Kiểu là tôi ít những cái ý tưởng hay á. Và với cả là dù là tôi có cố làm thì cái kênh mới của tôi nó cũng chả thể so được với những kênh của những người đã nổi khác. Nếu mà anh em thích Minecraft bởi vì là sáng tạo rồi thì những cái ý tưởng điên rồ từ những cái dụng cụ trong này thì anh em có thể tìm những cái người khác để mà xem đúng không? Việc gì mà anh em phải tìm đến một YouTuber mới cho tôi đúng không? Vậy nên là tôi muốn hướng tới một cái cộng đồng chơi Minecraft mà kiểu là làm video là làm như kiểu là chơi game sinh tồn luôn ấy. Chia mà nó không phải là làm highlight hay gì nữa. Vậy nên khi mà anh em vào xem video của tôi thì anh em sẽ có cảm giác như kiểu là anh em đang xem một người livestream. Anh em xem một người mà anh em đặt bản thân của anh em vào cái thằng nhân vật trong game được. Chung mà tại vì hiện tại đang không có cái gì nên là chém gió với anh em tí cho vui thôi. Chứ mà thực ra hiện tại tôi đang ngồi nói chuyện với cái điện thoại á. Gì có anh em để mà nói chuyện đâu. Anh em nhớ ủng hộ tôi nhá. Đăng ký like cho tôi đấy, chia sẻ tôi đấy. Tôi nổi nổi tí thì tôi mới có tiền mua đồ upgrade livestream chứ. Đấy ngủ. Đấy, tuyệt kỹ nằm ngủ cực nhanh. Đó. Mặt trời đâu? Chạy chạy hướng mặt trời anh em ạ. Đây là chân lý trói qua tim. Ôi anh em ơi. Anh em có thấy mình ở trong cái bản đồ kia có vẻ to to hơn không? Chứ mà tôi thấy cái nút thì cái nút màu trắng của mình thì vừa nãy thể thì nó nhỏ tí cơ mà, thì sao bây giờ to rồi? Có vẻ như mình gần tới rồi đây các bạn. Đó, thì anh em nhìn thấy thì trong bản đồ ấy thì cái chấm trắng trắng kia thì mình ấy. Đó.
Vùng aquatic đẹp thật. Tan 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 tan. Oh. Bom bom bam 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 bam. Tan 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 tan. Bam. Bam 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 bam. Tôi rừng cây không hiểu sao mà nó làm cho tôi có một chút cảm giác vui vui anh em ạ. Thật sự tôi không hiểu sao nhưng mà tôi không biết là mình đã tới cái chỗ mansion chưa. Ôi cái gì? Ô. Tôi nhìn thấy tòa nhà thì to lắm. Có phải làng không chứ hay là cái mansion? Đây, đây này. Đây này. Đây này. Đây này, đây đây. Cái gì đây? Ồ, có nhện, có nhện. Cái gì đây? Cái này là vùng gì to này? Đây này các em ơi. Chính xác đây, đây là... Anh em thấy trong cái bản đồ không? Cái bản đồ nó mở rộng ra kìa. Chính nó này. Ui rồi ôi. Mansion chụp ảnh cái nhở. Đẹp quá. Để tôi tìm. Ui ơi. Mansion ở ở đối diện với một cái làng luôn anh em ạ. Xịn nhờ. Để tôi chạy qua làng thì ôi. Cái làng nó còn ở chỗ ruộng đâu, nó còn ở chỗ 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 đồng cỏ hoa lá đó, đẹp ghê á. Chạy ủa đẹp vô. Anh em thấy đẹp không? Ui cái mansion này, anh em nhìn nó rộng không? Anh em nhìn nó to lớn không? Làng cái đẹp phết nhở? Cả làng và cả cái mansion nó đều tuyệt vời anh em ạ. Tôi chụp quả ảnh phát, chụp quả ảnh phát. Rồi. Ok anh em thì hôm nay tới đây thôi nhá anh em. Xong buổi sau chúng ta cùng vào trong cái mansion kia để xem bên trong đó có gì nhá. Ok anh em nhá. Cảm ơn tất cả anh em đã xem tới tận cái giờ phút này. Anh em rất là tuyệt vời, cảm ơn anh em. Ơi ơi, cảm ơn anh em rồi. Cảm ơn con vịt. Ok. 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 Ơi. Ok anh em nhá. Chào anh em nhá. Hẹn gặp anh em buổi sau. Bye bye anh em.